Thân mến chào các em. Sau một thời gian nghỉ xã hơi để mà tránh dịch thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu vào một cái chương mới, đó là chương thần kinh và giác quan. Bài đầu tiên là bài giới thiệu chung về hệ thần kinh. Bài này thì có hai phần, là một neuron đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh, hai la mã là các bộ phận của hệ thần kinh. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần một la mã. Neuron đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh. Các em cùng mở sách giáo khoa trang 137 để theo dõi cùng cô nhé. Rồi, phần một la mã, neuron đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh. Đây là hình một cái neuron điển hình. Neuron là cái tế bào của cấu tạo nên hệ thần kinh. Thì ở phần này chúng ta đã tìm hiểu qua học qua ở bài số 6 trong chương trình sinh học lớp 8 của chúng ta rồi. Cho nên hôm nay cô và các bạn sẽ tìm hiểu một lần nữa một cách sơ lược. Câu hỏi đầu tiên cô dành cho các bạn đó là các bạn mô tả dùm cho cô cấu tạo và nêu rõ chức năng của neuron. Rồi, phần này các bạn sẽ tham khảo bài số 6 để chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Thì các bạn sẽ thấy rằng neuron nó sẽ gồm có tất cả cấu tạo của nó gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất là phần thân. Thần thân đây là cái thân của neuron nằm ở giữa, và trong thân thì nó có dạng hình sao, và trong thân nó có chứa tế bào to nhất, đó là cái nhân. Phần thứ hai là phần tua, thì ở neuron có hai loại tua, tua ngắn. Đây là những cái tua phân nhánh xung quanh phần thân, hay chúng ta còn gọi là sợi nhánh, và một cái tua dài nhất trong cái neuron chúng ta gọi là tua dài, hay còn gọi là sợi trục. Thì trên cái sợi trục này chúng ta thấy là sẽ có những cái bao quấn từng đoạn ở sợi trục. Chúng ta gọi những cái bao này là bao myelin. Và giữa những cái bao myelin là sẽ có những cái eo nhỏ, những eo này nó không được các cái bao quấn, chúng ta gọi là eo răng vie. Và tận cùng của các cái sợi trục nó sẽ là những cái nút nhỏ, chúng ta gọi là cúp synap. Những cái nút này nó sẽ nối với lại sợi nhánh của những cái neuron tiếp theo để tạo thành cái mạng lưới hệ thần kinh dày đặc trong cơ thể của chúng ta. Xét về chức năng thì neuron nó sẽ có tất cả là hai chức năng. Thứ nhất là cảm ứng. Cảm ứng tức là thu nhận và phản ứng lại kích thích bằng cách là phát xung thần kinh. Tức là khi có một cái tác động nào tác động vào trong vào neuron thì lập tức cái neuron ngay vị trí được tác động nó sẽ sản sinh ra xung thần kinh, gọi là chức năng cảm ứng. Và chức năng thứ hai là chức năng dẫn truyền. Dẫn truyền tức là sau khi đã tạo ra xung thần kinh ngay vị trí được kích thích thì cái xung thần kinh đó nó sẽ lan truyền từ neuron này qua neuron kia theo một chiều nhất định, tức là đi từ sợi nhánh đi xuống thân neuron, sau đó đi xuống sợi trục, xuống tận cùng cúp synap, rồi lại tiếp tục đi qua sợi nhánh, qua thân neuron, qua sợi trục của các cái neuron tiếp theo. Đây chính là nội dung của phần một la mã neuron đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh. Các em phải về và các em chép bài phần ghi bài này vào trong tập giúp cô nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua tìm hiểu tiếp phần hai la mã của bài học các bộ phận của hệ thần kinh. Bên tay trái của các em là hình. Đây là hình hệ thần kinh, toàn bộ cấu trúc của hệ thần kinh. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào hình 43.2 và cái những cái từ người ta cho sẵn như là não nè, tủy sống, bó sợi cảm giác và bó sợi vận động để chúng ta điền ba cái cụm từ thích hợp này vào trong đoạn văn. Rồi, sau khi các em đã làm xong rồi thì cô sẽ cho các em đáp án ha. Chúng ta sẽ cùng điền với cô. Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên. Bộ phận trung ương có não và tủy sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tủy, hộp sọ chứa. Để xem chúng ta sẽ điền từ gì vào đây nhé.
À, đó chính là từ não, hộp sọ chứa não và tủy sống nằm trong ống xương sống. Nằm ngoài trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên có các dây thần kinh do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động tạo nên. Thuộc bộ phận ngoại biên còn có các hạch thần kinh. À, như vậy các em có làm đúng hay không? Các em sẽ tự so sánh kết quả của mình với đáp án nhé. Giờ cô sẽ giới thiệu về các bộ phận của cấu tạo của hệ thần kinh. Thì như các em đã thấy, cấu tạo của hệ thần kinh sẽ gồm có hai phần chính là bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên. Bộ phận trung ương sẽ gồm có thứ nhất là não. Đây, não nằm ở trong hộp sọ, chứa trong hộp sọ và tủy sống. Tủy sống là phần ở bên dưới nằm trong một cái ống xương sống, bảo vệ bên ngoài là ống xương sống. Đó là bộ phận ngoại biên và bộ phận trung ương. Còn bộ phận ngoại biên thì gồm các dây thần kinh. Dây thần kinh nó sẽ xuất phát từ não hoặc là từ tủy sống để đi ra các cái cơ quan và từ nối giữa các cái cơ quan và cái trung ương sẽ có những hạch thần kinh nằm ở giữa, nằm ở phần giữa của các cái đường dây thần kinh đi từ trung ương ra các cái cơ quan. Đó là phần cấu tạo. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về phần hai nhỏ, chức năng của hệ thần kinh. Chúng ta sẽ dựa vào thông tin sách giáo khoa trang 138 và trả lời cho cô câu hỏi phân biệt chức năng hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng. Này, sau khi mà chúng ta đã trả lời câu hỏi xong thì chúng ta thử xem hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng có gì khác nhau nhé. Đây, với hệ thần kinh vận động thì chức năng của nó là nó sẽ điều khiển sự hoạt động của các cơ vân và thường nó sẽ là những hoạt động có ý thức hay là những hoạt động diễn tả những cái hành động của chúng ta. Còn hệ thần kinh sinh dưỡng là thần kinh giúp cho chúng ta điều hòa các cơ quan sinh dưỡng để nuôi dưỡng cơ thể và cơ quan sinh sản. Thường những cái hệ thần kinh sinh dưỡng là điều khiển những cái hoạt động không có ý thức trong cơ thể của chúng ta. Như vậy tóm lại, hệ thần kinh sinh dưỡng chức năng của dựa vào chức năng thì hệ thần kinh sẽ được chia thành là hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng. Rồi, bài học đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em về nhà các em chép bài thật đầy đủ và bài tập sinh học giúp cho cô để hoàn thiện bài học của mình nhé. Hẹn gặp lại các em ở phần bài học lần sau.